tố giác một số anh em trong đơn vị ta. Nội dung đang được xác minh. Tối hôm qua, nó bị hình sự bắt về tội chứa mại dâm. Chắc chắn nhiều việc sẽ được làm sáng tỏ từ đây. Trước khi có kết luận cuối cùng về đơn tố cáo này, tôi đề nghị mọi người không bàn tán, làm ảnh hưởng đến danh dự, tư tưởng và tinh thần làm việc của anh em. Vì rất có thể đây là một mưu hèn, kế bẩn của một ai đó nhằm phá hoại nội bộ chúng ta. Chuyện gì thế nhỉ? Mẹ nó kiện hả? À đúng rồi, bọn nó kháo nhau là trưa nay đội án bắt một vụ, chúng nó ném tăng vật xuống vực thế mà vẫn đưa người về. Chết dở. Chắc là đang rút kinh nghiệm. Hả? Bắt đã ngu, không thu được hàng còn mang người về ăn vạ tôi à? Hả? Mẹ ngu lâu thế thì còn lâu mới chết nhá. Ông Lâm, vụ này ngon ông để thối là do lỗi của ông, ông chỉ non kém. Tôi không bỏ qua vụ này đâu nhá. Mẹ ông Liệu một lo thả người đi, còn nếu giữ lại xảy ra cái gì ấy là ông là người no đòn trước, rõ chưa? Dạ. Từ giờ phút này tôi giao mọi việc cho cậu Thắng đội trưởng giải quyết dứt điểm vụ này. Tạm đình chỉ công tác cậu 3 ngày, viết bản kiểm điểm báo cáo với chỉ huy cấp trên về cái lỗi vụ việc này, rõ chưa? Rõ. Giải tán. Thả người chưa? Dạ rồi ạ. Nhưng mà sao lúc đấy anh lại bảo em là đưa tất cả chúng nó về phòng? Thế không đưa chúng nó về phòng, tao lấy cái gì mà chửi mày? Ngu đấy. Không đưa đi. Dạ. Bây giờ tất cả mọi người đều nghĩ tao đứng đằng sau vụ thằng Nguyễn làm đơn tố cáo thằng Hoàng, mà bọn chúng nó dính bắt thằng Nguyễn để tìm chứng cứ khống chế lại anh mày. Bây giờ mọi người đều biết rằng tao chỉ đứng đằng sau không trực tiếp làm, mà nhờ bọn đệ tử làm. Mà chúng nó thừa biết chúng là đệ tử của anh, chúng nó sẽ không lần ra cái gì khi tao cương quyết vắn mặt kỷ luật chú. Hiểu chưa? Dạ. Anh thật là mưu cao. Mà cái việc thằng Nguyễn bị bắt ý, liệu nó có khai ra em không? Em cứ thấy lo lo. Dở ơi à, mày khai cái gì? Lần trước mày đã đe nó cái vụ ăn con Huệ mật rồi, đúng chưa? Vâng. Thế thì sợ cái gì? Bố bọc không dám khai. Nó là dân trong ngành tuột xích, nó thừa biết là phải làm cái gì có lợi cho nó nhận. Em cũng mong là vậy, nhưng mà tính khí của nó ngang ngạch lắm. Nhiều khi em sợ nó vẫn bập vào cái món kia, mất chất thôi. Non lắm, xanh lắm. Anh có chút quà gửi cho cháu. Dạ thôi anh ạ. Thôi cái gì, cầm lấy đi. Chú vất vả với anh nhiều trong thời gian qua rồi. Thần cậy cây đa, cây đa cậy thần. Cầm lấy đi, xuống. Ở đây lâu không tiện đâu. Dạ. Đi đi. Vâng, em cảm ơn. À này. Dạ. Thứ chuyện tối hôm qua thế nào? Lúc anh bảo em ý, em đang đứng đó để đợi chúng nó ra. Lão ấy say rượu. Theo anh, chắc chắn bọn nó đang làm cái việc gì đấy.
không tự nhiên hai đứa xuất hiện ở đấy đâu. Bây giờ chú phải theo sát bọn chúng, xem chúng nó làm cái gì, rồi thông báo cho anh. Vâng. Hiểu chưa? Dạ. À mà này, hôm nãy chú nói là có đi cùng với một thằng lạ hoắc à? Vâng. Nhìn bộ dạng thằng đấy cũng là dân chơi chứ không phải dân thường đâu, mà như kiểu hàng đại ca đại tẩu gì đấy. Thế à?